Em xin kính chào bác đến với video của em nha, kênh Hàng Nhật Bãi. Thì hôm nay em giới thiệu với các bác là một siêu phẩm nồi điện Nhật, nồi cơm Yoyoshi 1 lít, còn gọi tắt là nồi Yomamoto. Thì mẫu này là 1 lít nha các bác, có tách đường. Thì nồi đã test ok hay về, các bác bấm lúc này nấu cho em. Đó, 55 phút nha, còn không nấu thì tắt lúc này. Thì có tách đường, có hẹn giờ, và có hâm cơm này kia đầy đủ hết, hẹn như hẹn giờ khung sáng, hẹn giờ khung giờ chiều. Đó. Đồng hồ chạy ten ten nha, chấn đỏ rất là bình thường. Thì mẫu này là sản xuất 2013. À, 1 lít sử dụng gia đình mình 3 đến 5 người, thì mẫu này còn rất là đẹp nha, mà các bác son bạch kim hai đáy platinum. Đó, thì mẫu này là ngoại thất là hàng dùng lướt, còn rất là đẹp. Mới tầm trên 95% về ngoài về ngoại thất nha các bác. Đây còn rất là đẹp nha, tuy em chưa có vệ sinh kỹ nhưng mà nồi cũng rất là đẹp. Vì sao? Vì những hàng người ta dùng ít á, còn trong nhà người ta sạch đẹp chứ ta không phải thảy ra bãi, cho nên là nó còn rất là trắng đẹp. Điện áp 100 công suất 1360W, thì em đang có phục vụ là nhu cầu về cái ổn áp, cái cục đỡ nguồn điện nha các bác. Em đang bán với giá là hai ổn áp 20A là nấu được nồi cơm, đó là 2000W. Em đang bán với giá là 550.000. Đó các bác xem nha, rất là đẹp luôn, không đẹp lại không lấy tiền các bác. Thì cái dòng này thì áp suất nó cao lắm, là 29,4 kV, cái này là 1 lít mã của nồi đây. Nên model NG3 là sản xuất trong thị trường Nhật luôn nha, và sử dụng trong thị trường Nhật. Nói chung cái nồi này đẹp lắm, cũng không có gì để nói nha. Đó. Thì cái mặt trên đây là nó là inox này, nó hơi là bị chạy xước chút đỉnh nha. Đó. Đó, chạy xuống chút đỉnh nha, đó như vậy nha, không cắn mớp bể vỡ gì hết, các bác cứ yên tâm. Hàng bãi đem được em tuyển chọn thì rất là còn đẹp mới. Đây, thì cái áp suất này là 29,4 kV, là áp suất lớn nhất trong cái dòng nồi áp suất Yomamoto này á, là cơm cực kỳ ngon, cơm mềm dẻo. Đó, các bác xem ha, rồi vào phần nội thất. Rồi vào phần nội thất các bác, nồi này là nặng đúng 8 kg nha, đó. Son rất là dày dặn, nặng tốt. Đây. Đó, các bác thấy không? Áp suất nè, còn đẹp nha. Có tách đường, dòng này là có tách đường con xanh như mới luôn. Không bao giờ để làm các bác thất vọng, những cái mẫu này có giá trị, cho nên là tính ra tiền Việt mình cũng tầm 30 triệu đó các bác. Tùy theo là lòng yên nó lên xuống nữa. Lòng yên đường Nhật Việt mình đây, lòng rất là đẹp nha các bác. Đây các bác xem giúp em nha. Đó. Thì đẹp là không bong chóc, chày xước ảnh hưởng chất chống dính, còn những cái vết mua cơm thì vẫn có nha. Vết mua cơm lần sau là như người ta do gạo với nó xước móng tay, nó gọi là xước lông mèo đó các bác, chút đỉnh cũng vẫn phải có. Còn lại nồi đẹp, cái chỗ này là cái bụi hay gì thấy nó đây, còn lại là nồi đẹp nha các bác. Đó thì những cái mẫu này mà cái dòng này thì thường là nồi nó son nó rất là xấu, nhưng mà để được cái son đẹp như vậy thì nó cũng rất là hiếm nha các bác. Để phục vụ các bác đây, nó có như hình như video nha, các bác xem mua thì xem kỹ giúp em, rồi mình chốt ưng ý gia đình mình sử dụng chung luôn. Đó, son bạch kim làn sau là đây nè, hai đáy bạch kim, dưới đây thì là bạch latum, còn trên đây là bạch kim. Đó, hàng VIP xịn sò, thì mong rằng các bác mình xem ưng ý rồi ưng mẫu này thì chụp màn hình gửi qua Zalo cho em, thì em có là ship hàng toàn quốc, có cọc, chuyển khoản đủ thêm bao ship, nhận hàng được kiểm tra chứng bằng bố cục, được cắm điện 100 và 110V. Đó, đây cái này là bụi nha bác, mấy cái này là bụi thôi nè. Đó, mấy cái này là bụi thôi nha. Đó, thì dòng thành nồi bọc lớp inox rất là thoáng mát, sạch đẹp. Đặc biệt là son platinum hai đáy, son bạch kim luôn. Đó, rất là xịn sò cho các bác mình là có nhu cầu nha. Thì bác nào có nhu cầu lên inbox với em liên hệ để nhận, để chốt đơn hay giá thì em cũng công khai. Mong rằng các bác là hợp tình hợp lý mua giúp em, đừng mặc cả. Em cảm ơn các bác thông cảm về vấn đề này nha. Thì cũng như trên là em đã có cấm điện, đã có hướng dẫn bác các bác một số rồi đó. Thì nồi như trên vậy đó, thì đã test ngon lành hết rồi nè, lúc này tắt nè, lúc này nó nấu cơm nè, thì đã test ok hết rồi. Thì nhưng mà để sử dụng thì các bác sẽ có được thêm một cái video hướng dẫn chi tiết từng cái chức năng này là chức năng gì, chức năng này này là gì đó, có nấu nhanh nấu dẻo, nhiều mức nấu dẻo lắm nha các bác đó. Nồi này nấu nhanh là 85 phút nè, nấu ngon chứ. Còn nấu nhanh thì 35 phút, thì em tắt cái nấu này đi rồi bấm tới cái nấu nhanh. Đây nấu nhanh thì 35 phút,
Riêng cái dòng nồi này thì nó rất nhiều chức năng nấu nấu cơm cháy nè, cơm trộn, gạo lứt không cho, sushi, nấu sushi đó thì có tách đường, cần phục vụ cho những bác mà mình có nhu cầu để về phòng chống đường nữa đó, thì cứ inbox với em liên hệ để nhận, để chốt đơn ha. Giá thì em đang bán với giá là 3,7 triệu, mua thì cộng cho em 500, còn 3,2 triệu và tiền ship. Nếu chuyển đủ 3,7 triệu thì em bao ship cho mình. Em bán hàng thì bao nguyên ghi nguyên bản 100% và có bảo hành các bác là 6 tháng. Địa chỉ em đang bán nằm ở Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Các bác ưng mẫu nồi này chụp màn hình gửi qua Zalo cho em cú pháp để chốt đơn là các bác cọc cho em. Đó thì em đi đơn chuyển đủ thì bao ship, thì nhắc đi nhắc lại cũng vậy thôi. Thì các bác nào có thêm nhu cầu ống áp, cục đối nguồn điện thì cứ inbox liên hệ cho em nha. 20A là tương đương 2.000W với giá 550.000. 30A tương đương là 3.000W, nấu được hai nồi cơm cùng lúc với giá là 700.000. Rồi ok nha các bác, mong rằng các bác xem được video nhấn đăng ký kênh, nhấn nút like ủng hộ em. Và xem được video chúc các bác vui vẻ, nhiều sức khỏe.